Vào sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Dự hội nghị có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Năm 2021, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo khí thế chính trị sôi động, cổ vũ tinh thần về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao cùng đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong đó có hai sự kiện nổi bật là tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 và hệ thống di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ở lĩnh vực thể thao, phù hợp tổ chức thành công 7 giải thể thao quốc gia trên địa bàn. Thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục là một năm thành công khi tham gia các giải thể thao và khu vực và quốc gia, đạt 120 huy chương các loại, trong đó có 31 huy chương vàng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành đạt được. Với những nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch tỉnh lưu ý ngành đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là nghị quyết số 04 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nâng cao vai trò chất lượng tham mưu để các cấp có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, quyết định, đề án, kế hoạch triển khai các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình. Triển khai các kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị để di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững. Tổ chức thành công các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền, nhất là các hoạt động được giao chủ trì phù hợp thực hiện trong Festival Huế lần thứ 11.